来乐透半天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Tụi nó dễ thương quá đi, mấy con mèo này còn biết bấm chuông để kêu cho đồ ăn đó. Đó, còn biết xếp hàng một cách trật tự, con này bấm xong mới tới con khác, không đúng tranh giành. Nhưng mà xem ra mấy người lần sau uống trà chắc phải tự đem theo chuông bấm, nếu không thì chắc chắn không còn gì để ăn. Quá, thái gạo của em đâu? Chai dầu của con đâu? Xôi gà của em đâu? Hãy kêu ba người ăn cái điện thoại trước. Mặc kệ chú, chúng ta tiếp đi. Nhưng ba tụi con đang ngồi xem cái gì mà sao hớp hồn dữ vậy? Tụi nó đang xem đoạn phim về mấy con mèo ăn đồ, bản thân lại không ăn. Mèo ăn đồ thì có gì mà coi? Không phải đâu ông ngoại, má mi lúc nãy nói xấu một điểm rất là quan trọng. Mấy con mèo đó tụi nó biết bấm chuông để kêu cho đồ ăn đó ngoại. Động vật kiếm ăn á là bản năng của tụi nó, chỉ cần huấn luyện sơ qua là sẽ biết thôi. Đoạn phim này rất được yêu thích, mấy chục triệu lượt xem lận luôn đó. Mấy chục triệu? Lần trước trực tiếp ông đi bắt cướp cũng chỉ có ba người xem nó thôi. Trời ơi, ba, cái này sao mà giống được? Sự hứng thú với động vật là không phân chủng tộc, không phân khu vực, mọi người trên thế giới đều sẽ chia sẻ nó mà. Con nghĩ người làm ra đoạn phim này chắc cũng vui lắm đó, lấy tiền quảng cáo không thôi cũng đã mỏi tay rồi. Phải đó. Hình như lần trước trung tâm tụi con làm hoạt động trực tuyến, sau đó tìm nhà tài trợ để làm quảng cáo. Còn đơn giản hơn nữa, bây giờ mấy trang mạng xã hội đó sẽ ở giữa những đoạn phim chen vào quảng cáo. Nếu truy cập càng nhiều thì lượng phát sóng quảng cáo sẽ càng nhiều. Vậy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Cho nên bây giờ mới có nhiều người không làm văn phòng chuyển sang làm KOL đó ngoại. Má nhớ con cũng từng muốn làm KOL. Quay mấy cái đoạn phim vừa khùng vừa điên vừa vô dụng. Không kiếm được tiền thì thôi, khi đăng lên lại còn bị người ta cười. Dù gì cũng hết đồ ăn rồi, chắc tới giờ con phải về nhà cho bé ăn đi. Bé dù sao cũng dễ thương hơn má mi nhiều. Vậy con kêu bé cho tiền tiêu giặt đi. Má mi, con có thể gửi đoạn phim đó cho ba coi được không? Bây giờ con gửi cho ba. Gửi rồi đó. Ba ơi, tụi con về đây. Về rồi ba. Sao mua nhiều thức ăn chó quá vậy? Đâu coi thử, mấy thứ này toàn là thứ mắc tiền không đó. Mọi người nói mua cho bé ăn mắc thế nào cũng đáng mà. Không má. Quảng trường Tân Quy Long mới mở tiệm bán đồ thú cưng, tụi con có thể mua với giá nhân viên. Bé mau ra đây ăn đồ đi nè. Nó làm sao vậy? Bình thường nói có đồ ăn thôi là nó lập tức bay ra, bây giờ không có phản ứng bị gì vậy? Bé có đồ ăn nè. Sao mày không ngó ngàng vậy? Tâm trạng không tốt hả? Cái thằng chết tiệt này dám đưa mông vô mặt của tao hả? Tao là ba của mày đó. Đừng có la bé nữa, nó tội nghiệp lắm. Hôm nay bị ông ngoại chơi cả ngày rồi, cũng bị cho ăn nhiều đồ ăn nữa. Bây giờ nó vừa no vừa mệt cho nên mới như vậy thôi. Đã làm ồn hết nguyên cả ngày luôn, báo hại em bài học cũng không soạn được. Sau khi mà mọi người thấy được thành quả rồi, mọi người sẽ biết được tất cả những gì hôm nay làm đều rất là xứng đáng. Ở Thành An, đem đoạn phim hôm qua quay cho mọi người coi, mở rộng tầm mắt. Vô xem thử đi. Mọi người xem nè. Bé giỏi quá đi. Vậy mà anh cũng huấn luyện được sao? Thì đó. Ông ngoại đúng là tài giỏi thật đó. Chỉ có một buổi sáng thôi, bây giờ bé xem cái chuông đó như là bảo vật luôn rồi. Chỉ là huấn luyện một con chó, có cái gì khó khăn đâu chứ. Đoạn phim này còn hay hơn đoạn phim về mấy con mèo cái gì nữa đó đúng không? Nhưng mà con muốn hỏi một câu, ba đã sử dụng bao nhiêu đồ ăn có thể khiến cho bé làm được cái động tác này chứ? Đừng nói cho con nghe là nhiều vậy đó nha. Ê, trời, quá. Ba, chỉ trong một ngày ba đã cho bé ăn nhiều như vậy sao? Nó sẽ sình bụng đó. Sình bụng cái gì chứ, chỉ có một ngày thôi mà. Bây giờ nó học được rồi, không cần phải huấn luyện nữa. Thành An, đoạn phim này còn thiếu một bài nhạc nền phố với nó, con hãy nhanh chóng làm cho xong rồi đăng lên trên mạng. Ông phải đưa bé lên thành thú cưng nổi tiếng nhất trên thế giới. Yên tâm giao cho chú Lăng Lăng. Bé cũng dễ thương thiệt. Có nghĩa là gì? Bé ăn đồ vậy được xem như có danh tiếng hả? Coi đi, bé dễ thương quá chừng, đoạn phim lại hay như vậy. Đúng thiệt. Ê, chú Căng, phim gì hay vậy? Đưa tôi coi thử coi. Ý trời ơi, con chó nó biết bấm chuông xin đồ ăn. Ảnh đúng là biết thưởng thức đó. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để mà huấn luyện nó. Hình như không có nhiều người xem cho lắm. Tôi đăng lên cả buổi sáng nay rồi, cũng chỉ có mấy chục lượt truy cập thôi. Tất nhiên rồi, anh không có nhiều bạn bè. Anh đăng lên mạng, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy lượt truy cập đó thôi.
Hình như anh rất rành về cái này hả? Tôi cũng thường theo dõi mấy trang mạng nổi tiếng về chó, những con chó nổi tiếng đó. Nếu như tôi muốn có nhiều người xem hơn, tôi phải làm như thế nào vậy? Anh phải mở kênh riêng của mình, rồi đăng đoạn phim đó lên. Tiếp đó thì thông báo cho bạn bè, người thân, chia sẻ đoạn phim đó. Vậy thì được rồi. Tôi làm giúp anh. Nếu vậy được rồi. Cảm ơn anh nha. Hết sức đơn giản thôi. Cảm ơn. Hai người các anh nghe cho kỹ. Lát nữa buổi trưa khi về tới công ty, không cần phải làm cái gì, chỉ cần phụ trách giúp tôi tuyên truyền đoạn phim này, đã hiểu chưa? Không vấn đề. Được. Ê, bé, đây, ngoan. Ê, để tao cho mẹ ăn nghe. Mình đã nghe theo lời của chú Giai mở hết tất cả kênh rồi mà. Tại sao vẫn rất ít người xem như vậy? Không lẽ nó đói bụng nữa? Chắc là nó thích mấy cái thứ hồi nãy rồi. Bé, nếu như đoạn phim này có nhiều người coi, tao kêu bé Ba mua thêm nhiều đoạn ngon cho mày ăn nè. Nè, anh Hai giống như đang giận hết cả xóm vậy. Ngồi ăn cơm lâu vậy, không có nói một tiếng nào. Không ngừng tua xem đoạn phim của bé thôi. Chắc là không để lên được lần truyền cập, Kim Thành An. Quan tâm ông ngoại con đi. Hả? Bây giờ lên tiếng là muốn ăn chửi đó má mi. Ông ngoại à, đùi gà này vừa thơm vừa mịn, ăn miếng trước đi ông ngoại. Không cần. Nếu như có lòng thì không phải chỉ biết gấp đùi gà ăn thôi. Ông ngoại, ông nói gì vậy? Ông đang nói tụi con đó. Đứa nào đứa nấy có thật lòng đẩy đoạn phim này để tăng cao lượng truy cập hay không? Có chia sẻ cho bạn bè hay không? Có tua đi tua lại xem đi xem lại đoạn phim để đẩy nó lên được hot không? Ông ngoại, ông cũng khá rành về lưu trình hoạt động trên mạng mà. Thật ra tụi con buổi sáng đi làm quả thật rất nhiều việc. Quả thật rất bận, đâu có thời gian để coi chứ. Cái này ba biết rồi. Phải, hôm nay trong lúc ba xem đoạn phim của Bé, đột nhiên là xuất hiện cái đoạn phim của chị Đại Phụng đàn organ. Nhưng mà đúng là rất thu hút nha. Gần đây có rất nhiều người muốn chị Đại Phụng tái xuất lần này cho bọn họ tội nguyện rồi. Cái bấy giống đúng rồi, là kinh điển đó. Đúng kiến rồi, còn nói. Rất bận mà tụi con lại có thời gian xem đoạn phim khác hả? Anh khoan hay giận đã, Bé. Chúng ta suốt ngày ở nhà đối diện với nó nên có chút chán thôi mà. Thôi thì cùng lắm tối nay con xem thêm mấy chục lần, tiện thể cái vua lăng lăng bọn họ cùng xem chung. Con cũng chia sẻ thêm cho nhiều học viên. Con giúp ba đưa lên trang mạng Bí Mật Quy Long, trên đó có rất nhiều người xem. Nói vậy còn nghe được. Cái gì nữa vậy? Cái gì, Bé đói bụng sao? Để con cho nó ăn. Cho nó ăn đi. Ê, chờ chút. Cho nó ăn chưa sao còn bấm vậy? Thì đó. Đang cho rồi nè má mi. Con cho nó ăn gì thịt bò, chắc là nó muốn ăn gì thịt gà đó. Ba à, trước đó con làm lớp trực tiếp, mấy học sinh đều rất thích Bé. Nó vừa dễ thương lại thông minh như vậy, ba đâu cần phải lo. Thì đó, đoạn phim chỉ mới đưa lên mạng 2 ngày. Nó đâu có phải là sao hạng A đâu, lại không có danh tiếng. Cho chút thời gian đi. Trời ơi. Trời, Bé, mày tha cho tao đi, Bé. Đêm hôm khuya khoắt mày lại muốn ăn cái gì nữa, em trai? Anh Hai. Ê nè, em làm gì vậy? Tiếng chuông ồn tới em ở trên sân thượng cũng nghe thấy hả? Anh Hai, Bé không biết bị chạm cái dây gì nó gặm cái chuông lên sân thượng bấm không ngừng luôn đó. Ê! Bé. Ông ngoại, ông chú. Trời ơi, Bé, tại sao mày làm cho mọi người tỉnh giấc hết trơn vậy hả? Chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt mày đói bụng tới vậy sao hả Bé? Mày không cần ngủ sao? Nè, cô cần bỏ thêm đồ ăn cho nó hay không đi? Không cần đâu. Làm chó không có được tham lam như vậy. Mày đã ăn rất nhiều đồ rồi mà. Để bà xử lý cho mọi người về phòng ngủ trước đi. Rồi đi. Tối qua con tỉnh dậy 3 lần luôn đó. Bé nó biết rồi. Cầm cái chuông lên tới chỗ sân thượng của chú để bấm mới ghê chứ. Con xin lỗi chú, xin lỗi. Con làm cái gì vậy? Chúng ta bị bé làm hại tới mất ngủ. Bây giờ nó lại ngủ tới say như chết vậy. Con thật sự muốn bay qua đó cầm cái chuông bấm liên tục cho nó tỉnh dậy luôn. Bình tĩnh đi Phế Thành An. Con làm vậy cũng đâu có giải quyết được cái gì. Anh nghĩ được một cách rồi. Hay là bây giờ em lấy cái máy ảnh ra chụp lại hình ảnh chúng ta chịu sự dày dò của chuyện này. Anh nghĩ chắc thú vị. Ông ngoại tới giờ phút này em còn tâm trạng đi quay phim nữa hả? Thì ông...
chỗ cần. À, bà Trần, cô Cao có chuyện gì vậy? Anh muốn huấn luyện Bé Bé để nổi tiếng, cũng đừng hy sinh thời gian ngon giấc của chúng tôi chứ. Hả? Cả đêm tiếng chuông kêu, lại còn tiếng bước chân đi qua đi lại của cả đám người, cái người ta làm sao mà ngủ được đây. À, tôi thật lòng xin lỗi, tôi ngại quá. À, Bé Bé nó... Hai tờ giấy này làm sao vậy? Tối qua nửa đêm ông xã tôi đi toilet, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông, làm ông hết hồn trượt té, phải đi cấp cứu liền. Cũng may là không bị gì, nếu không thì phí điều trị đâu chỉ có nhiều đó. Nè nè, khoan đã. Con tờ này của cô Cao mà cô cũng bị trượt té hả? Thì tại nguyên đêm tôi đâu có ngủ được đâu, nên đã dậy không nổi. Không dậy nổi thì mất luôn một đơn hàng. Tôi cảm thấy mấy người phải có trách nhiệm bồi thường cho tôi. Mau bồi thường đi. Cái gì vậy? Đúng là điên mà bồi thường cái gì chứ? Đúng là điên mà. Lại nữa đây. Terry. Cho mọi người tỉnh ngủ rồi hả? Terry à, ngay cả trong nhà anh cũng nghe được chuông bấm của Bebe sao? Phải đó, cả đêm ba không thể nào chợp mắt. Ba nói nếu còn nghe thấy tiếng chuông nữa thì sẽ tìm luật sư yêu cầu lệnh nghiêm cấm luôn. Tôi cũng không muốn Bebe không có nhà để về. Terry à, chúng tôi sẽ nghĩ cách. Vậy được rồi, cảm ơn nhiều nha. Tạm bye biệt. Bye. Tạm biệt. Yêu thương Bebe mà cũng vậy sao? Ê, trời ơi, ai nữa vậy? Trời ơi. Là gì? Anh Sương chú Căng. Chuyện gì vậy? Mọi người đều ở đây là tốt rồi. Còn lẽ chỗ bên chú cũng nghe được sao chú Sương? Tôi thì không nghe thấy, nhưng mà có rất nhiều chủ hộ nghe thấy khiếu nại mọi người đó. Khiếu nại chúng tôi? Nè khoan đã, lý do gì mà nhiều chủ hộ lại biết tiếng chuông bấm đó ở nhà chúng tôi truyền ra ngoài mọi vậy? Mọi người đều đã xem đoạn phim của Bebe hả? Đoạn phim đó là ông đã gửi cho bọn họ. Đừng ồn. Thật là ngại quá, chúng tôi sẽ dạy dỗ thật tốt cho Bebe, sau này sẽ không làm ồn nữa đâu ha. Thật ra nguyên buổi chiều hôm qua cũng đã làm phiền tới hàng xóm, bọn họ nói ngay cả con chó ở nhà ông cũng không có dạy nổi nữa. Bọn họ sẽ suy nghĩ tới việc phế bỏ chức vụ chủ tịch hội chủ hộ của ông luôn đó. Duy nhất có một cách, chỉ cần tịch thu cái chuông bấm này của nó mới có thể triệt để giải quyết được vấn đề. Wow. Cuối cùng cũng nhận được hàng mẫu của đại lý bên Đài Loan gửi qua rồi. Phải đó, hộp miếng huyết dịch này tôi muốn thử lâu lắm rồi. Còn có da cá chiên vàng này nữa, ở ngoài giá lên tới 150 đô lận đó vậy. Ủa, sao chị Mary với anh Nhân không phản ứng gì hết vậy? Huyết dịch và da cá đây. Da cá. Phải ha, nhìn hai người giống như còn chưa hoàn hồn vậy á. Có phải mấy hôm trước đã tịch thu cái chuông bấm của Bebe hay sao? Hai người họ cũng đã lớn tuổi rồi, nếu không ngủ lại 5-7 ngày thì sao hoàn hồn? Đúng là không biết chữ chết ghi như thế nào. Đi. Alo ba. Hả? Bebe xảy ra chuyện. Bebe xảy ra chuyện. Bebe không biết bị cái gì, cứ trốn ở trong nhà thú cưng, muốn dụ nó ra ngoài cũng không có được. Đây. Mày không thích hả? Bebe, ngoan. Bebe lần đầu tiên giữ với con đó ông ngoại. Thành An muốn ẵm nó ra ngoài cũng không được nữa. Nó đã ở trong đó 2 ngày không ra ngoài rồi. Không biết sức khỏe của Bebe có vấn đề gì hay không. Ba muốn ẵm nó đi khám thú y, lại không cho ba ẵm. Hay là con mau về đây cùng nghĩ cách coi làm sao nghe. Bebe mày bị gì vậy? Cũng may hồi nãy ông chú về kịp lúc mới bắt được Bebe đi khám bệnh đó. Còn nói nữa, con đúng là vô dụng, bắt con chó cũng không xong. Cậu mong Bebe không sao đi. Hy vọng ông trời phù hộ, Bebe bình an vô sự, gặp dữ qua lành. Bác sĩ à, Bebe không sao chứ? Bất kể chuyện gì cô cũng phải cứu lấy nó. Phải. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng không có thành vấn đề. Mọi người hãy bình tĩnh đã. Tôi vừa mới giúp Bebe kiểm tra xong, nó rất khỏe mạnh, sao bị gì chứ? Nhưng tại sao Bebe không chịu ăn, lại còn trốn trong nhà thú cưng không chịu ra ngoài? Phải đó, nó giữ với tôi đó, từ trước tới giờ nó chưa từng như vậy. Tôi cảm thấy nó có thể không được vui cho lắm. Gần đây mọi người về nhà sinh hoạt có gì thay đổi không? Ví dụ có thay cái giường ngủ của nó không, hay là đem bỏ đồ chơi của nó? Cái chuông bấm đó. Vậy chúng tôi làm sao có thể xác định được Bebe là vì mất đi cái chuông bấm mới trở nên khác thường vậy? Không ngờ thủ phạm gây ra lại là cái chuông bấm. Ba. Hả? Ba mau nói đi, có chuyện gì mà chúng ta phải lên sân thượng để nói? Phải đâu, ngoại có mũi mà. Nếu chúng ta ở dưới nhà nói thì Bebe sẽ nghe thấy hết chúng ta dùng chiêu thức gì, nên mấy chiêu thức đó sẽ không có tác dụng. Có vấn đề gì thì mau nói đi. Được. Vấn đề chỉ có một cái, chính là vấn đề của cái chuông.
Nếu như bé bé không có cái chuông đó, nó sẽ bị trầm cảm rồi không có muốn ăn đồ. Nhưng mà nếu trả lại cái chuông cho nó sẽ bấm suốt cả ngày, không những làm ồn chúng ta khi ngủ, quan trọng nhất là bị người ta khiếu nại nữa. Con nghĩ chúng ta thực sự phải làm rõ tâm trạng của bé bé như thế nào đã. Ông ngoại à, lúc đầu khi ông huấn luyện cho nó thì nó cũng vì đồ ăn mới bấm cái chuông đó thôi mà. Phải rồi, nhưng mà sau đó nó lại bấm lung tung, vốn dĩ đâu phải kêu ăn đồ. Chắc nó đã xem cái chuông như đồ chơi yêu thích nhất rồi, ngay cả bác sĩ cũng nói như vậy mà. Nếu vậy thì càng chết, bé bé đối với đồ chơi nào cũng không biết chán đâu. Nè, nếu như chúng ta mời một chuyên gia để nói chuyện với bé bé xem có được hay không. Được đó anh hai. Hả? Kêu chuyên gia tâm thuật nói cho bé tình hình của chúng ta. Bé thương chúng ta vậy nên sẽ không nhẫn tâm nhìn chúng ta bị mất ngủ, có đúng không? Phải đó. Con nghĩ không cần mời chuyên gia đâu, con có cách hay nè. Được rồi, mau nói đi, có phải muốn gì nuôi mũi không? Tưởng tượng bây giờ dưới chân con đang mang một đôi giày đùi gà bái thần đợt đầu tiên mà con rất là thích. Mặc dù nó rất cũ nhưng là bản giới hạn, con không nỡ tặng cho người ta. Nhưng mà nếu như có một người tặng con một cái đùi gà bái thần đợt thứ 9 cho con, như vậy thì hoàn toàn khác. Con hiểu ý con nói không? Bây giờ trước mặt bé là tất cả đồ chơi mà con căn cứ theo sở thích trước kia của nó để mà tìm mua về, đầy đủ không thiếu gì hết. Bé hình như rất thích hamburger. Mong bé thích cái đồ chơi mới không gây ra tiếng động này. Nè, phải đó. Nếu như bé thật sự yêu thích cái hamburger này, chúng ta sẽ cho nó ăn thêm nhiều đồ ăn để nó biết được chơi cái hamburger sẽ có đồ ăn cho nó. Phải rồi đó. Đi kìa, đi kìa. Bé ngoan lắm, chơi đồ chơi mới tao mời mày ăn đồ ngon nha. Bé Thành An này cũng thông minh được một lần ha. Theo như kế hoạch, có phải chúng ta được phép lấy cái chuông đi không? Phải. Đúng vậy đó, lấy đi. Bé mày làm gì vậy? Trời, chuyện gì đây? Trên bàn toàn là đồ chơi. Bé không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nè, ba à? Anh chị hai gì vậy? Chị xem đi, nó. Mọi người có tính mua thêm đồ chơi khác về để coi nó thích loại nào hay không? Mọi người cũng chỉ muốn bé không bấm cái chuông thôi đúng không? Có cần bày nhiều trò vậy không? Chị hai, chị có cách sao? Ba, nếu ba dạy được nó bấm chuông á, muốn dạy nó không bấm nữa thì có gì mà khó đâu chứ. Má Mi à, nếu đã dễ như vậy, má có cách thôi thì trực tiếp nói ra đi. Nghe nói á, con đã học khóa tâm lý 4 năm mấy thì phải ạ. Vậy con có học qua cái gì là classical conditioning không? Chú có biết là chất dưỡng tóc kinh điển. Không, là ràng buộc cổ điển. Vậy hả? Hay là chúng ta nói lại tiếng người đi ha. Thì đó. Nghĩa là phản xạ có điều kiện. Bởi vì lúc bé bấm cái chuông đó thì sẽ xảy ra chuyện tốt lành, thế là nó thích cái chuông đó bấm. Nhưng mà nếu như cái chuông bấm thêm lần nữa, lúc này xảy ra ngược lại thì đó xem nó sẽ như thế nào. Nó sẽ thế nào? Mọi người chịu đựng một chút, nó không chừng sẽ thành công đó. Lấy nó ra đi, đúng là vô dụng. Má, ông ngoại, con đem nó để phòng ông trước nha. Để má thử. Tao nói cho mày nghe nha, mày thân là con chó, mày thấy ghét lắm á. Tại sao mày nhe răng nhếch miệng nhìn tao vậy? Tao nói mày nghe, mày thân là chó của Hùng gia, tao cảm thấy mất mặt đó. Gì? Nhìn gì? Qua đây. Nè con à, con dạy nó như vậy có khi nào quá tàn nhẫn không? Thì đó, hiệu quả là được rồi phải không? Phải không? Nó lại bấm nữa kìa. Chánh trà đen hay. Em trai, nhìn nó giống như là đang rất là sợ đó. Thật không? Để xem. Không phải dừng ở trong đó. Thôi dẹp ngay đi chú, đúng là vô dụng mà. Dẹp dùm ông đi. Trời ơi, buồn quá. Bé à. Rõ ràng trước đó cảm thấy bé biết bấm chuông xin ăn rất là dễ thương, sao bây giờ lại dày dò vậy chứ? Bây giờ đã khuya như vậy rồi, nếu như tiếp tục cho nó bấm chuông như vậy cũng không phải là cách đúng không? Hay là chúng ta đưa bé và nhà thú cưng lên sân thượng, cách xa lầu dưới một chút, chắc sẽ không lớn tiếng lắm. Chỉ còn cách này thôi. Thành An, cứ ẵm nó lên đi con. Bé Trung. Câu hỏi đã có lời giải rồi.
Má mi, má nghĩ ra cách gì trị được bé bé hả? Cái áo đỏ, ẵm bé bé lên. Kim Thành An, tháo đồ dớ con ngoại ra. Có rồi. Ba à, làm phiền ba tránh mặt một chút. Mời. Cảm ơn ông ngoại. Má mi, giờ phải làm sao? Đem đồ dớ bỏ bên cạnh cái chuông. Thả cho. Em hiểu rồi. Bé bé thích cái chuông đó vì mượt cơ thể của ba. Ba à, ra đây được rồi. Ông ngoại. Xin hỏi ba, dạo trước có phải ba bỏ rơi bé bé hay không? Phải, dạo trước Túc Hùng kinh doanh rất là bận, ba không có thời gian chăm sóc cho nó. Có thể thấy được lúc ba huấn luyện nó đã đem toàn bộ sự tập trung vào trong bé bé hết. Bé bé cứ tưởng ba vì cái chuông đó mới ngó ngàng tới nó. Hơn nữa cái chuông này có mùi của ba, cho nên bé bé mới thích cái chuông đó như vậy. Ôi trời ơi. Ê bé bé, quả thật tao phải xin lỗi mày. Tao đúng là sơ suất không chăm sóc cho mày đây. Tao chỉ tập trung huấn luyện mày, rồi quay phim đăng lên mạng, chỉ lo lắng có nhiều người xem hay không thôi. Bé bé, tao hứa với mày ha, sau này tao không làm vậy nữa, không đối xử với mày như vậy nữa, mày yên tâm ha, hơi ngoan ngoan. Ông ngoại, hả? Có tin tốt đi nè. Cái đoạn phim bé bé bấm chuông đó có nhà tài trợ nói rất là dễ thương, muốn tìm nó làm quảng cáo đó ông ngoại. Thật không vậy? Nè, coi nè. Trời ơi, bé bé, mày đúng là đáng yêu đó. Đầu hung cái coi.